Vâng, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tokyo Camera. Và hiện tại thì tôi đang có mặt ở trung tâm hội nghị Vietso. Nơi đang tổ chức cái hội chợ xuất khẩu, xuất nhập khẩu hàng Quảng Đông Việt Nam Trung Quốc. Đó. Và ở đây thì hôm nay tổ chức với một cái quy mô rất là lớn, có 3 cái khu gian hàng ở đây. Đó là khu trung tâm hội nghị chính và mở thêm 2 cái gian hàng nữa. Như các bạn có thấy ở đây. Đó. Quy mô rất là lớn. Và hiện tại thì tôi đang đi vào trong một cái khu gian hàng cũng rất là lớn ở trong khung này. Thì nơi đây có rất là nhiều gian hàng. Chúng ta có thể thấy những cái hãng nội địa Trung Quốc ở đây có mặt ở đây rất là nhiều. Có cả Oppo này. Bên này là Hồng Kông. Chúng ta cùng đi tham quan một vòng trước khi mà quay trở lại với quầy của DJI. Không hút giấy, bảo vệ môi trường. Sau khi mà đi tham quan một hồi thì chắc hẳn là chúng ta đang bị thu hút bởi rất là nhiều những cái sản phẩm công nghệ nổi bật của Trung Quốc ở đây. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại về gian hàng của DJI, nơi mà trưng bày những cái sản phẩm mới nhất của DJI bây giờ. Và đây là chiếc Robo Master S1. Đó. Đi đi anh ơi. Đi đấy, vừa đi được đấy. Đi lên liên tục luôn. Nó hơi lag một chút đó. Ok, và trở lại với gian hàng của DJI, nơi mà trưng bày những cái sản phẩm nổi bật nhất của DJI bây giờ. Chúng ta có Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom. Đây là Mavic Air này, Air trắng. Và bộ đôi Osmo Pocket và Osmo Action. Đó. Đây là chiếc Osmo Mobile 2. Vì một cái lý do nào đó mà ở đây thì chưa có Osmo Mobile 3 để trưng bày. Có lẽ là do đắt hàng quá cho nên là không còn hàng để trưng bày nữa. Đây là chiếc Robo Master S1. Cái con robot này thì thu hút được khá là nhiều sự chú ý của khách tham quan bởi vì ngoại hình rất là hầm hố. Và di chuyển khá là nhanh. Đây là chiếc Ronin SC. Chiếc gimbal cho máy ảnh mirrorless hot nhất bây giờ đây. Và sắp tới thì trên kênh của Tokyo Camera cũng có clip review của con Ronin SC này. Các bạn hãy đăng ký kênh để chờ đón clip nhá. Nhẹ nhàng nhá. Ok, và vừa xong thì chúng ta đã cùng đi dạo một vòng quanh hội chợ hàng xuất nhập khẩu Quảng Đông tại Việt Nam 2019. Và còn những ngày tiếp theo thì tôi sẽ cập nhật thêm thông tin tại kênh Tokyo Camera. Và các bạn nhớ subscribe kênh để xem những video tiếp theo của chúng mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.